35 năm, một hành trình đầy tự hào. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời. Bắt đầu từ chữ tâm đã phát triển nên tầm cao mới và khẳng định được vị thế của mình trong lòng khách hàng cả trong và ngoài nước. Từng chặng đường chúng tôi đi qua hơn 3 thập kỷ, từ Bắc, Trung, Nam, từ nông thôn cho đến thành thị. Mỗi bước chân mà Ngọc Phú đi qua đều thắp lên cho đời một tia hy vọng. Là những câu chuyện lột xác đầy ý nghĩa. Là cậu sinh viên khát khao với những ước mơ cháy bỏng. Là người mẹ tảo tần quanh bếp sớm hôm. Là doanh nhân kiếm tìm cho mình một hướng đi mới. Là bạn trẻ với những ước mơ phía trước. Ngọc Phú không ngừng rèn giũa, luôn đề cao chữ tâm trong ngành làm đẹp, trở thành nơi minh chứng cho chất lượng, nơi trao gửi niềm tin sắc đẹp, để mỗi ngày khách hàng được sống với nhan sắc thăng hạng nhất. Gặp khó khăn trắc trở, gieo ý chí niềm tin. Gặp chân trời khát vọng để chấp cánh ước mơ. Trao cơ hội không tên. Mở đường đến hợp tác. Khơi màu cho hoài bão, biến ấp ủ thành lột xác thăng hoa. 35 năm xây dựng là 35 năm cùng đồng hành và gắn bó. Sự quyết tâm và nỗ lực quên mình đã tạo nên một thương hiệu mang tên Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú ngày hôm nay. Tất cả sẽ chuyển mình bứt phá trên hành trình vươn mình tỏa sáng năm 2022.